Bởi vì với cái đôi mắt của Đức Phật khi đã chứng đạo, Đức Phật đã thấy con người từ đâu sinh ra và chết đi về đâu, mà hầu hết các tôn giáo đều tự đặt câu hỏi đó ra rồi đi tìm cái đó để truy ra coi con người từ đâu sinh ra, có phải có một cái linh hồn nơi đâu đến đấy không. Đức Phật thì quá đơn giản, Ngài đã thấy con người không có linh hồn, không có từ đâu sinh ra, nó chỉ từ trong môi trường sống. Môi trường sống, ở đâu có môi trường sống thì ở đó có là muôn vật sinh ra. Cho nên không có nghĩa là con người ở cõi nào đến đây được, mà chính con người ở trong môi trường sống của hành tinh này mà xuất hiện. Đức Phật thấy biết rất rõ, cho nên Ngài mới đưa ra có 5 loại sanh. Loại thứ nhất là pháp sanh, nơi ẩm ướt mà sinh ra. Một đống rác chúng ta ủ ẩm thì một thời gian đống rác một vừa đủ để có thực phẩm cho loài động vật đó ăn, thì tức là chúng ta lật đống rác ra, chúng ta thấy những con vật ở dưới đó rất nhiều. Có phải đống, có phải đúng là loài ấp sanh, pháp sanh không? Loài sanh nơi ẩm thấp không? Đúng, Đức Phật nói không sanh. Rồi kế đó thì cái loài mà sanh kế đó là loài nã sanh, sanh bằng trứng. Cái loài chim, loài thú mà sinh trứng ra từ đầu trước, không phải chỉ có loài chim mới sinh trứng, mà còn có những loài rắn, loài thằng lằn, kỳ đà, tắc ké, hoặc là cái loài bốn chân vẫn sinh trứng. Rồi đến cái loài sinh thai như loài người, như có những cái loài vật cũng sinh thai. Rồi đến cái loài quá sanh, cho nên nó cũng uống sự sanh. Vì vậy con người từ đâu sinh ra, chết đi về đâu? Rõ ràng là từ môi trường sống sinh ra chứ không có gì hết. Và chết cũng đi trở về môi trường sống. Tại sao? Tại vì trong môi trường sống này nó có đất nước gió lửa, cho nên nó đủ những chất này, nó hợp thì nó thành loài vật, mà nó tan thì nó trở về đất nước gió lửa của nó. Cho nên một người chết chúng ta khi chôn 10 năm, 20 năm sau chúng ta đào cái mộ lên thì thân xác của chúng ta trở thành đất, không còn gì cả. Dặn thậm chí như xương của chúng ta cũng không còn, nó cũng thành đất. Nó làm cho đất lại màu mỡ thêm, nó làm cho đất lại thêm một chất màu mỡ thêm. Cho nên một loài vật mà chết đi nơi đất đó nó có màu mỡ thêm, nó làm cho sung mãn thêm cái sự tốt của đất, cho nên nó làm thêm sự sống ở đất. Vì vậy mà chúng ta thấy khi một con vật chết, sau thời gian chết nó thành đất cát, thì nơi đó cỏ mọc rất xanh rất tốt, nó làm thành một chất xanh. Có phải đó là môi trường sống không? Nó tạo cho một cái duyên khác để cho một cái loài vật khác sống trở lên thành đất. Cho nên chúng ta biết rõ ràng là Đức Phật đã xác định đúng là từ môi trường sống. Nhưng mà môi trường sống nó có minh không mấy con? Nó đâu có minh được, nó là vô minh, nó đâu biết thiện chứ ác đâu. Một cơn gió thổi qua, một cơn bão thổi qua, nó có biết đó là thổi qua là tai hại, giết hại con người, con vật không? Giết hại nhà cửa, nó làm tàn phá nhà cửa, cây cỏ không? Nó không biết đâu, nó vô minh đó. Nhưng mà nó hành, nó vẫn hành, nó gió, nó bão, nó vẫn hành, nhưng nó không biết thiện ác đâu. Nhưng mà chúng ta đưa tay đến người, chúng ta biết thiện ác chứ. Chúng ta mắng người, chúng ta biết chứ. Cơn gió nó không biết đâu. Vì vậy chỉ có con người mới giải thoát được. Cho nên do vì vậy mà Đức Phật đã biết được. Vì vậy mà mới dạy chúng ta đừng cắt răng. Đừng cắt răng tức là chúng ta thương yêu sự sống của muôn loài, là chính là chúng ta thương yêu sự sống của chúng ta. Tại sao chúng ta muốn sống mà chúng ta lại nỡ ăn thịt chúng sanh? Nỡ tâm nào các con? Sự sống của chúng sanh đau khổ lắm chứ. Thậm chí như thầy hôm nay mà cô Út cho một bữa cơm bằng rau, tương dưa, cải thôi, mà trong cái sự sống của cây cỏ, nó là một sự sống mà các con, trong môi trường sống thì cây cỏ cũng vẫn có sự sống chứ. Sao nở tâm mà mình ăn chúng các con? Vì sự sống của mình không ăn thì mình làm sao mình sống được, cho nên mình phải ăn chứ. Ăn, nhưng ăn không được chối bỏ. Các con ăn không hết, các con đổ một đống rau, các con biết cái đó là các con phí sự sống không? Vì sự sống của nó mà vì sự sống của mình ăn nó để sống, cho nên mình đừng có phí cái sự sống. Vì vậy mà giới luật Đức Phật dạy chứ không sát sanh, các con thấy Đức Phật dạy rất hay các con. Khi chúng ta đi mà chúng ta dặm cây cỏ mà héo úa, chúng ta nở đằng nào mà chà đạp lên sự sống của người khác con, của vật khác các con.
phải không các con? Các con thấy tại sao mình muốn sống? Ai lại làm cho mình một cánh tay mình đau nhất thì mình có chịu được không? Mà tại sao mình lại dặm trên cái lá cỏ để rồi cái lá cỏ nó bị héo úa đi, nó có đau đớn không? Đau đớn chúng ta không thấy, nhưng thấy cái hình ảnh héo úa, héo úa của nó. Chúng ta là người thương yêu sự sống thì chúng ta nở lòng nào thấy sự héo úa này? Một cành cây kia chúng ta không nở, lấy cái dao cắt nó kia mà. Các con nhìn cái bình bông mà xin cứu Phật đây, chúng ta thấy chúng ta có xứng đáng không các con? Chúng ta có xứng đáng có giới sắc sanh không?